Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại chia sẻ một cái bài Bát Môn Đại Độn trong cái cuốn Kim Oanh Ký. Như là đây là một cái bài thơ để cho ta an các cái cửa ở trên cái bàn tay, nên gọi là Bát Môn Phú Trưởng. Thì trong cái bài thơ này người ta nói lên điều gì? Người ta hướng dẫn cho ta cái cách an tám cửa, lên tám cái quẻ: càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài ở trên bàn tay. Thế thì nội dung chính của cái bài thơ này cũng chỉ cho ta cái cách là an các tháng lên các cung. Thế thì đoạn này người ta có viết như thế này: sinh môn tại cấn tháng giêng, cai nội danh gọi đặt tên cung dần. Tức là tháng giêng sẽ nằm ở cung cấn, bởi vì trong cấn nó có sửu cấn dần. Thế thì khởi tháng giêng tại cấn, tháng 2, tháng 3 mẹo cung, tức là cung chấn. Thương môn tại chấn là trung nội tủ, tức là nếu như cái cung sinh sinh môn nó tại cấn rồi, nó quản tháng giêng nó quản cung sinh, thì tháng 2, tháng 3 nó ở cung chấn là nó quản cái cung thương, cái cửa thương. Tháng 4 thuận tiến một ngôi, đổ môn tại tốn vậy thời khỏi đi. Tức là cái tháng tư này nó một mình, tháng tư nó sẽ đóng tại tốn và nó quản cái cửa đổ. Tháng 5, tháng 6 thuộc ly, kiển môn tại ngọ vậy thì cho thông. Tức là tháng 5, tháng 6 sẽ an tại cái cửa ly, cái quẻ ly. Quẻ ly nó là chính nam, nó thuộc ngọ thì nó sẽ quản cái cửa kiển ở đấy, an cái cửa kiển ở ngọ. Tháng 7 thì khởi tại khôn, tức là riêng cái tháng 7 một mình tháng 7 lại nằm ở cái cửa khôn, quẻ khôn, thì nó sẽ chứa cái cửa tử đấy, sẽ an cái cửa tử. Tức là tử môn là hiệu cho thông cai ngoài, tức là riêng cái tháng 7 nó ở khôn và nó chứa cái cửa tử. Tiếp đến là tháng 8, tháng 9 khởi đoài, thì kinh môn tháng ấy trong ngoài phân minh, tức là cửa kinh nó sẽ nằm ở đoài và nó chứa tháng 8 và tháng 9. Đây là cái cách để người ta chỉ cho ta cái cách an tháng vào các cung. Tiếp đến là tháng 10 tại càn đinh ninh, khai môn đó gọi là nơi kim ngoài. Tức là riêng cái mình cái tháng 10 nó sẽ nằm ở càn và nó chứa cửa khai. Tháng 1 tháng chạp vừa hai, tức là tháng 11 và tháng chạp, tức là hai tháng ấy khởi ngay tại khảm thiệt bài hưu môn. Thế thì cái cửa hưu sẽ đóng tại cung khảm và chứa tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Tám cửa tìm khởi đã khôn, ngày giờ cho biết kẻo còn hồ nghi. Tức là đây là cái bài thơ mà người ta nhắc chúng ta là an các tháng và các cái cửa, nó tại tám cái quẻ ở trên cái bàn tay, để cho chúng ta sử dụng cái bài bát môn này. Đấy, nhìn chung cái bài thì bài thơ này nó chỉ nhắc cho ta là cái nội dung đấy thôi, xét một cách toàn diện là với cái bài thơ mấy chục câu này người ta chỉ nhắc cho ta cái việc đấy, để ta an tháng trên các cung và an các cái cửa. Ví dụ như sanh thương đổ kiển tử kinh khai hưu thì nó sinh nó sẽ ở cung cấn,
Thương nó ở cung Chấn, Đổ nó ở cung Tốn, Kiển nó ở cung Ly, Tử nó ở cung Đoài, và Kinh nó ở Tử nó ở cung Khôn, Kinh nó ở cung Đoài, Khai nó ở cung Càn và Hưu nó ở cung Khảm. Đấy. Thì mà nó chứa các cái tháng để cho chúng ta khởi. Nhìn chung đây là một cái bài mà trong cái cuốn Kim Oanh Ký người ta viết ra để cho chúng ta như vậy là tham khảo và chúng ta áp dụng. Đấy, người ta hướng dẫn cho ta từ cái cách an các quẻ ở trên các cung. Sau đó người ta cho ta các cái câu trả lời. Ví dụ đây là cái bài mà chiếm về hôn nhân, tức là cưới gả. Nếu như bấm được quẻ hưu thì hưu tắc tiền sum hậu tắc ly, tức là nó mang cái tính chất là trước hợp thì sau tan. Nếu như được cái quẻ xanh thì tăng phú quý khánh lộc tùy. Được quẻ xanh thì phú quý, tức là cái bài này nói về cưới gả hợp hôn thì được phú quý. Quẻ thương thì vi tiền chiếm hậu hòa hiệp, tức là quẻ thương thì nhìn chung là nó tốt. Đến cái quẻ đổ, nếu như rơi vào quẻ đổ thì đổ tắc nam tần nữ việt bi, tức là nếu như bấm độn mà được cái quẻ đổ thì người con gái này sẽ lấy chồng xa xứ, tức là gọi là lấy chồng ngoại quốc hoặc là rất xa, gọi là nam tần nữ việt, tức là ngoại quốc rồi. Nếu như được cái quẻ kiển tắc trung ngoạt phân phi cách, thế thì cái quẻ kiển này nhìn chung nó cũng là xấu rồi. Trung ngoạt phân phi cách có nghĩa là gọi là nửa tháng thì giải tán, ý là như thế. Tiếp đến là cái quẻ tử, nếu như bốc được quẻ tử, bấm được quẻ tử thì tử lai bán lộ biệt mông thủy, thì có nghĩa là cũng là một quẻ xấu. Cưới xong rồi cũng giải tán, ông nơi bà nẻo. Nếu như được quẻ kinh thì kinh phòng cô độc sầu tan sự, đây là cũng một cái quẻ xấu, tức là cũng cưới xong thì cũng giải tán. Nếu như được quẻ khai thì phát vinh hoa chỉ lưỡng thì, tức là quẻ khai thì nó sẽ được là một cái quẻ tốt cho cái việc kết hôn. Tức là tôi chia sẻ cái bài này lên đây để cô chú anh chị chúng ta tham khảo xem là nếu như ta bấm đúng theo cái sự hướng dẫn của sách này, xem nó đúng được bao nhiêu phần trăm. Nếu như nó đúng thì ta áp dụng cái bài này nó rất hay đấy. Bởi vì trên thực tế thì cái cách an tháng ở các cung thì người ta chỉ cho ta cái cách an tháng rồi, và an ngày và an giờ. Đấy. Nó chỉ có tháng, ngày và giờ. Thì trong cái cuốn này người ta nói cho ta cái cách an giờ âm lịch là giờ tiết khí. Ví dụ như tháng 2, tháng 8 thì nó khởi giờ dần ở bao nhiêu giờ đấy. Và tháng 5 hoặc tháng 11 nó sẽ khởi giờ dần ở bao nhiêu giờ, mấy khắc đấy. Chứ nó không nhất thiết là cứ 12 giờ là chính tí, hay là 12 giờ đêm chính tí, 12 giờ trưa là chính ngọ đâu. Bởi vì trong cái cuốn này tác giả có đưa ra cho ta một cái bảng gọi là cái giờ âm lịch của Việt Nam. Nó hoàn toàn khác với cái giờ âm lịch của Trung Quốc. Bởi vì trên thực tế thì Việt Nam ta vẫn ở cái giờ số 7.
và Trung Quốc ở giờ số 8 nên nó hoàn toàn khác nhau. Nên là trong cái cuốn này người ta đưa ra cho ta cái cách áp dụng cái giờ âm lịch là giờ tiết khí, nó hoàn toàn khác với cái giờ đại khái là cứ hai canh giờ một tiếng, nhưng mà nó không phải là cứ 12 giờ là chính ngọ. Tôi chia sẻ cái bài này để cô chú, anh chị và các bạn tham khảo. Nếu ai có nhu cầu sử dụng cái cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú, anh chị và các bạn.